lớn ít cứ khi ông đang bằng hai nhà thì ở kia ở bàn score ở bàn đăng ông pi mục ni robot âm l content object âm l content object cứ cả là trên pi âm l content class âm l content class cứ chỉ class đo sầm khán mũi nơi trong âm l .net framework âm l .net xong tôi âm l content object cứ miễn cả tập cách anh nhát ở dưới pra xâm rạp với cả bằng cách nơi common component xinh xinh đã tiết tôn tới những đồng nai ca này ca bằng cách model rưu machine learning đôi chí ca bằng bằng cách component đã tiết tôn tới những data preparation feature engineering training prediction model evaluation execution control là có phần tay bà sân chỉ dùng phương ca bài chạy trên chỉ catalog đồng nai ở component đại trong bàn về mấy mấy nick cứ dùng bàn catalog chúng buồn từ data catalog để tạo tôi từng loading từng saving data để dùng được bàn khơi đồng nai ca từng sản phẩm giỏi tạo tôi từng data catalog đấy nơi không cần phải code bao nhiêu nơi về vấn đề tiền ní transform catalog rồi hay thả data preparation data vì miễn sản phẩm giáo mấy xâm rạp catalog data preparation rồi hay thả transform này nơi khi nông đồng nạc ca này ca riêng cho một cao mà xin learning này thả vì miễn sản phẩm giáo mấy training catalog rồi hay thả training algorithm dùng bạn đang hay thả machine learning chẳng bách tới nghiên ca sắp xa vì data để dựng vào tạo ở viên hay nét đẹp với ca sắp xa data cứ chỉ algorithm ca chưa được dựng algorithm là mỗi dựng một sắp xa data xâm rạp machine learning được bỏ dưỡng cứ vì ác sẵn từ được scenario này machine learning được ưu tiên hóa chắc đây nếu không machine learning đại dương cũng phung tại thuê ca bằng cao đích cứ tiện tôn tên năng prophet supervised learning hay thật nơi khó khăn binary classification đối với bản thân chi machine learning đã dùng bổng rộng nâng bậc cao này được thất nâng crop khăn binary classification thật ta dùng những chữ pra algorithm ở với đồng bởi trend data xâm rạp machine learning của phép bản đi đạt ọc ní nâng bản khơi ông P algorithm nốt nâng nâng cao sử dụng code bật tọa mình catalog tí buồn cứ model operation ແລະអ្នកនរបានឃើញថាតើ model operation វាមាន component អ្វីខ្លះដែលយើងអាចយកមកប្រើតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់ machine learning ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា catalog នីមួយៗគឺមាននៅ method ជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើប្រាស់ method នោះដើម្បីបង្កើតជា component ផ្សេងៗ ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ ខាងលើអ្វីមិញនេះ OK, lâu dương chập đàm từ phương ca tiện tôn từ nền catalog tìm mối cứ data và tới catalog data nên cứ vì viên cái tập cái dạng được đây nhưng bạn đang hãy tham machine learning việc ra cá data là bấy phương ca sắc xả hỏi data dương ai nên miên propo pro bảo viết xin xỉ ai propo nền data nút thật là trong các cục trong đời Microsoft Azure Server, the Oracle, MySQL, SQLi, ESQL, Microsoft Access, tập file, rất có Excel là Excel phong đài. Có phần tay tụ bây chia data tập Onus thật là trong rộp hút na cả đời cứ muốn được dùng phương ca dọc data từ nó input bằng châu tại càng machine learning đảm bảo algorithm và bảo vệ sắc xá cứ dùng tới miên ca tiếp chọn data nó ở miên structure mùi chụp bạc lọt ở miên structure mùi chụp bạc lọt structure nó cứ dùng bằng cách đồng rơi tại tam bảo hết nơi scenario nơi machine learning đại dương bằng rộng nằm bằng cách chắc này nó dùng bàn khơi nơi không code để dựng ban bậc cao và lấy dựng từ lọt từ Visual Studio code dựng từ Arc này với đối với dựng ban khơi
structure đại dương ban bạc cao, xem ra machine learning đã tạo tồn năng lập tập hiệp vi đầm lại và phê study đại dương ban đại ngạc mà score này, cứ dương viên structure ban này, đại dương ban bạc cao này cứ class model input này, đại miên property P cứ behavior hay năng is good, năng cứ which nước cứ miên đại dương bạc cao tổng rung tân ở nơi muối, chạy lại đảm bây triêm, nông cao tốt tân ở nơi xem ra input đại can machine learning đảm bây ai algorithm rồi bảo vi sắc xa. Chứng dương ban thuê ca bằng ca structure nung rồi thứ hai. À lần này dương tẹt to từ ca load đâu vị thế nào? Ca load dương ai được trong ban vậy mình mấy ca load cứ dương ai load trên pì tạch file load trên pì Microsoft Azure server rồi có propose same same tiền đại dương miền nông ca store tập data và tài sản khác cứ từ này thì nó rồi load cho từ căn structure mới bắt load đại dương ban bậc cao, sản phẩm, chloe top tận năng, profit scenario nên machine learning để dùng ban bậc cao. Ok, ở đây cứ chúng chọn đào từ cả load data, mà chúng chọn đào load data, chúng chọn cả lì muối đã sẵn, và lì muối đồng nàng ở lì này tận năng ấy đã tới bình chung để cả machine learning đảm bảo ở algorithm bảo vệ sắp sàng. Chúng lì tận năng ấy đã lúc cứ miền structure bảo viết cứ model input là chúng một là dương ban bạc cao ở bệnh bệnh nén và hay chúng đã chúng một há data training và nhóm nên miền function mới là đích chúng một toàn ban bạc cao function đang là loại thế load data training chúng nhóm tập bậc cao function load data training này đảm bảo từ cả load data và cho từ căn list data training bà chứng chứng bàn những nhóm năng thuê cả bằng châu nơi bằng đào rực rồi có biết bệnh đã tới bằng riêng tại căn machine learning ở việt nam thà tớ biết bệnh rực có rực giảm được bệnh đấy đại bệnh chạy thà nơi đi núp miền con sầm bát đại ai rực cả chủ mũi biết rực có rực có biết mấy đại ai ao machine learning bà cấp sầm qua thà generi đã khuyên quân sản bát xem nhập ở dương rip ca chủ mối nước tê ok chẳng khi ông này cứ chuyện data để ông trời bấm rong tốt sản phẩm ca bấm riêng tất cả machine learning và cái này cứ khi ông miên chủ nguồn và hai chi mà pay record mà pay record chứ và chẳng những khởi rồi chia niên bờ sân chia bởi vô cái cọp bia đã bẹp con từ ở vai đại khiêm được xây cái niên châu chất nơi tè an sập hớ chân miền này tha bờ sân chia bia đã nạp ra ra machine learning thôi dương ao vì vì bia từ việc bẹp con từ đường bia từ bia mùi nít bia đã thật được không clear nít cứ miền này tha machine learning bia đừng vô tha nó cứ chụp positive cứ bạn này tha nên lúc cứ như ai cứ cà ri cà chụp mũi mà cứ miên chụp miên với chụp miên cứ positive ok từ đó này cứ chịu từ họ này từ nơi đấy đặt trong từ do từ trend mà sinh lên mình và xuất sang tài chỉ để bị có bệnh dục đã kẹt tổ từ positive kẹt tổ từ phim với chụp miên đây là nạn sản phẩm bao nơi đấy để ai đi cà chụp mũi đúng mà ai cái rồi có biết bệnh đã tẹt to từ những phim positive phim vitamin, sản phẩm chỉ cần sản phẩm đàn này nó cụ thể cả chúng mới dùng còn miền cả trend cả căn machine learning phải dùng phong đái miền đặc miền pi rồi có phải dùng đại dương những thứ cả mình chun cả căn machine learning làm mọi việc trend làm mọi việc riêng phong đái thả táo phải dùng rồi có biết
nạc là đại bẹp quan tình năng phiếp ạ bây giờ miễn phiếp negative rồi có phiếp đại xâm rạp bằng chạy thà để rí nó không miễn cơn xâm bạc không ca điệp ca chủ mối miễn thà để rí nó miễn cơn xâm bạc thì cứ miễn cơn bị bạc cứ miễn thà positive xâm nhạc cơn bị bạc còn ta negative đó. Positive xâm nhạc cơn bị bạc còn ta xâm nhạc negative xâm nhạc cơn xâm bạc đặt hiểm toán cứ miễn thà nếu cứ chỉ biết được câu chỉ phải nhớ là tiết tố từ những phép ác vật chủ miền này côn sầm bạc có phần tái vi vật chủ miền sầm nhạc côn bị bạc chẳng mà xem lần này viên đường sắc xa mới thật ta biết được câu phải nhớ ở sai khác là vì 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 bị chặt thà vì chuyên đời là như mình cứ điệp ca chủ mới luôn ok tiếng on nếu cứ chỉ tin ở đây đặt trong bàn để giao rồi là điệp trong bấm rong tốt sầm nhạc bằng viên mà xin lần này khiêm số bị chạy lang bình mà đòn tiệt hạ tên là nên nơi không ưu tiên ho để ca bậc cao mà xin lên đi phải dừng ở bên ít cứ tên là nên đừng ở nên cứ khi ông bạn mình chốt nơi không cao chỉ object này class model input mũi mũi chỉ lý việc biết phải dừng mình chốt tại căn mà xin lên đi có một tay thiết bất dừng ai load tên là nên là min snap trên bị database trên bị text file và đây là không ưu tiên ho nên cứ đập đã xa rồi dừng tiếp tại thời ca sắp xa chạm đá mà xin lên đi tiếp khi ông bằng hang vì tên này là dương bình châu direct to là trong class là trong object này class hay cả cái chỉ lý này object nó rich bình châu để cần machine learning đối với vậy là dương bạn cũng cùng khởi này ok bà chân là pin này cứ miền này thả data training để bỏ dương là pin này vì cứ chỉ list mỗi đầm nang ở data đại miền structure đối với vậy là dương bạn cũng nói là trong class model input hay li này object ở đâu như khởi miền object chỉ chán object class miền phép vị trí miền object class miền phép ở vị trí miền đối dương bản khởi này ok à lời ní cứ dương chập làm thời ca bằng cả nơi tôi bị che thàn ní ở toàn tẹt to từ nâng thời ca nghĩa chủ mùi nâng âm ảnh thành thành object nào lão thế dương còn là rip chom dương còn là sầm a rip chom data bảo dương ở chỗ được trong structure đảm bay dương bình chun data nâng tới căn machine learning lớn đi dương chập rằng thưa ca bằng cả nơi ai data view object hay dương ai bình chung ngó trong khả năng bên này dương ai bình chung ngó thà hết ấy bạn chỉ dương chập bạch thưa ca bằng cả ai data view object tới ấy ta bị miễn giáo chẳng mất được trong đồng nạc ca rồi có chung hiên đi ca bằng cả machine learning và nhưng mà ở mấy mấy cái dương bàn bật cả data training object đã chỉ list này object đã mean tên ở đây để dương bàn bật châu này cứ chỉ generate list này class model input đã đồng nàng ơi này list này tên ở đây để dương bầm rong nâng thuê ca bằng chút tới căn machine learning đảm bây ơi machine learning thuê ca sắp sàng và đặt tên ở đây thường ở nước cứ mình toán bàn rung châu tới căn machine learning là lao tì hai dương ai đang chọc xua thà cho bờ sân chỉ pê để tên ở đây nữa các bạn bình chung tại căn machine learning đảm bây việc thuê ca sọc xa ta ta machine learning cua tải miên ti tăng sẽ mẹp tục nơi tên ở đây đại viên thuê ban thuê ca sọc xa đại đó chậm nói bất bật cọp nát thà machine learning cứ trơ tại miên ti tăng sẽ mẹp xâm rập tục tên ở đây đại viên ban thuê ca sọc xa hết được hết với ban bị chạm bạch tới từ miền tây tăng sẽ tiếp tục từ đây để bàn sơ sản ở lưới dương mưa bị ở bài vô thế với sân dương tiếp thiệp machine learning tới lần dương là chỉ một dương miền các bà dương miền khu các bà đầm khu các bà bò dương cứ chỉ cần lái sẽ nhập tục nơi tên là nơi mới để dương bàn sơ sản để dương lọ bàn riêng miền bắc phía sau lọ bàn ấy cứ tên là nơi tiếng nói cứ các bạn tục được trong khu các bà bò dương ở bên nào để miền pan nhà là dương tới với cả đó sách cái dương cho bài hát đó mà cú co tự nên ở với để dương bàn miên để không cú các bạn bỏ dưới hai dương trên chia đồng nọ sách trên chỉ là tập hợp tầm tay trên chỉ là tập hợp đôi khi mà xin lên lý biết tới từ miên tin tăng sẽ tiếp tục từ đấy để viết bàn sẵn sàng pena đây mà xin lên lý từ tour bàn từ cao vị từ tour bàn từ với để chia chấm nọ bài hát bị cái bị user để chọn ở vị phía viết trở tới cho bài nhà nó một cú con chỉ mua những tin hình ấy để viết thuật bản với cả sắc xa bị muốn hai và tổ mốc viết nên bằng cá tên chỉ là tập hòa mới tại cảnh
user nó mình. Chứ viết tới mình tin tăng sẽ nhập tục nơi ở với đại viên bản sạc xa, nơi data đại viên bản sạc xa. Đối chứ này, data view object này ai cứ chỉ tin tăng sầm rắp machine learning nó cạp tục nơi tên ẩn ấy đại viên bản phía cả sạc xa. Ok, lấy đến như nâng chạp đàm cho tên ẩn ấy nhưng mình ao data view object này mình load tên ẩn ấy trên phía data training tạm nhận cả xe code ML context data nhìn những khơi nếu bây giờ bạn prapram để catalog mũi trong trường nào catalog bốn robot ML context object cứ data catalog đặt cho nên cả load tức là này chính những bạn khơi cả prapram catalog data này load from enumerable data training chính là bây này tạm dạng method load from enumerable này data catalog cứ dùng bàn load viên cứ miền này thằng viên mình thuê cả load về machine learning ăn chập làm trend cứ viên mình thuê cả load tên là đấy trên pi data training đã đồng nai ở list này tên là đấy để dùng bàn đo ao này ok nơi pi này dùng bàn bản chọn nơi đồng nai cả mũi đồng cả prapra data catalog robot âm ở cầm thạch lớn thì dùng chỗ đo đồng nai cao đồng top cái cả phần transform. Và nét ở đây cũng phải ban chỉ nhóm protocol này. ខ្ញុំដាក់សនីខ្លឹមសិនបាទឥឡូវនេះគឺយើងចូលដល់ដំណាក់ការនៃការប្រើប្រាស់កាតឡុកទី2របស់ML Context គឺ Transform ហើយអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវ Transform ឥឡូវខ្ញុំសូមបកមកតកតទៅនឹងផ្នែក២ដែលយើងធ្វើការបង្កើត Data View Object ថាតើនៅក្នុង Machine Learning វានឹងមានអ្វីកើតឡើង២ដែល Machine Learning នោះអនុវត្តពេលដែល Machine Learning នោះបានរៀន tạm giả ai data view object về đại machine learning viên bàn thuê cả sạc xá về nút viên nâng miên tí tăng sẽ mẹp tục tên ở đấy đại viên thuê cả sạc xá từ bàn này cứ miên nít cứ chơi data view hãy nít cứ chơi column tí mũi cứ behavior dùng từ tám structure đã miễn được nông class model input để dùng ban bằng cả tốt mở tới là so sát ở column TP cứ is good chứ dùng ban pi column này hay hàng rào mới cứ chia row chứng chủng luôn rố cứ vì astray từ lời chủng luôn data đã miễn được đại dương ban bằng chun tài căn mà sinh lên đại dương ban sạch sạch tạm giả cô đại dương ban khởi ní vì astray từ lời chủng luôn object để thất được nông lý này data training và hãy su tha ta bị bẹp còn ở với từ nâng ca transform nâng nông đồng nạ ca này ca bằng ca mà sinh lên đình thật ta transform một catalog đó vì miễn phó bởi dào dàng đồng nạch nâng nông đồng nạ ca này ca bằng ca mà sinh lên đình nông đối dương bàn khởi hình hỏi data đại dương bàn đo tạo mà sinh lên đình với ca sạc xá chứng biết chạm bạch rồi với ca bằng plain tên là này đại dương mình chung đòi với chia tùm rung tách chia tùm rung là so nắng tư chia tùm rung lệ chia nhung rình tư chia tùm rung lệ đại dương hai tháng vector đại
chạy tên được trong machine learning hay là vector cứ tới bằng plain tất cả ngọn nến tới chỉ lấy trên catalog transform này cứ miễn cái tập cái gì nhé bằng plain tất đại dương bằng chun tất cả machine learning ở việc sắp xá ở tới chỉ tổng đồng lệ của machine learning viết ai score ai dùng ông pi tu à so để dùng từ xây thế cứ vì dùng cứ vì sắc xa từ lời đồng lại lệ đồng nang ao ấy pi ni mui được nông rồi dùng để dùng bàn mình chun từ ao viết cứ cả sắc xa luôn chân tam và dạ method feature I take này catalog tên swarm này cứ viên nâng bằng plain nơi bản đá bởi dụng rồi có viết tiếng lái đại minh nơi khăn nông property rồi có đôi chữ column behavior nơi khăn nây data view từ chia column thông mây mùi tiền minh nơi thông viên nâng bằng cao viên nâng bằng cao column thông mây mùi tiền viên nâng bằng cao column thông mây mùi tiền đại minh chung mô thá feature là khi bỏ từ vài mô hình mà chứng viên đang bật cát khả lâm thông mây mới tiết đấy chứ mà nhưng cho bật cát khả lâm thông mây mà đi khả lâm thông mây mới tiết cứ mình chung một thao feature xin tốt và các bạn có quan tích đã xa nhóm program whiteboard liền mình chỉ cần đặt hiện các column thay feature chương column thay feature này tập bất cứ nơi tì tàng này bên nơi tì tàng này hay is good mà nơi tì tàng này các column thay với feature hay đầm lấy nơi non row ni mui rồi bỏ column feature này cứ viết ban một bị cáp bấm plain p tách đã thắt nơi non column behavior đặt thành cái column behavior này, nè, ok, trên sẽ lặp lại mình muốn là hai đại dương chạm bạch trời prapra nơi transform catalog đấy cứ đồng bằng với cả bằng plain nơi preview tiếng lái đại dương ban bắt đầu từ ao machine learning với cả sắp xa nữa ao cứ từ bằng plain nhà preview tiếng ao nữa tới chia tầm rung tạch chỉ muốn xuống tốt tới chia tầm rung lên tới chia đầm lái lên chỉ muốn sân đầm bay ai machine learning ai với ca sắc xa chứ machine learning p đã viết chạp ra với ca sắc xa vì mà mẹ sắc xa từ lưu bị niên cho chất nơi tia từ lưu phải dụng nó kể cứ viết sắc xa từ lưu đầm lái để thân đặt trong column feature hay đầm lái đặt trong column feature nó cứ việc ban trên mà bị ca bằng plain bị thì mũi được mũi nơi không phải dụng để dương bạn bỏ ra ở tam column viết tam column rico property behavior này ai và chẳng dương bạn complete rico dương bạn thuê ca chạy tôn từ nền catalog transform ấy bạn tốt bị dương thuê ca transform và tốt bị cô thuê ca transform data chẳng bị column behavior này ai data view object hay bằng ca tới chỉ cần làm thay mới tiết và các bạn chỉ cần làm thay mới tiết feature mất cứ như nên thuê cả chưa được algorithm xâm lạp machine learning thuê cả sắp xa data để dựng bạn vào đó luôn ok chẳng dựng từ pra tạm dạ method append chẳng append cứ dựng pra xâm lạp thuê cả chuộc sạc cam mập hiếp từ nâng sẽ cảm ơn phép transform về đại viết với chọn sẽ cảm ơn phép đại năng án vọt bằng to vì sẽ cảm ơn phép transform cứ chỉ cả chữ algorithm này anh xong bị chia thả algorithm cứ thật nếch nông có chỉ cả tổng mối đặt thật nếch nông âm ơn cần thích object đại đối chứ này cứ dương chạm bách rồi pra âm ơn cần thích object và có một tiết dương trời cầm nót thì bảo phép scenario này machine learning chứng machine learning đại dương cầm phong tài thuật cao bằng cao này cứ thật năng crop khăn này binary classification pro
là sao machine learning đại dương bậc cao nhất cứ là tập hợp những cái việc ở bảo vệ ai chỉ positive rồi câu chuyện negative mà các bạn biết chưa rồi mỗi khi chúng ta làm pi true và false với chuyện gì cả với chuyện miền này thật bờ sân chỉ ở bờ miền là user bắt đầu ao ấy tại cho nên attack trở ra là cái nạn sầm bát ở bờ này nữa vì cú cong tên đồng lại để việc bán sắc xa tới miền kiếp chuyện positive chuyện true từ việc đang bằng hai đại dương khơi tha để đi nước cua tại điều cao chủ mùi có thể bảo sân chỉ po đặc biệt là tại trở lại bảo này đi nước về thấp nên gặp khăn negative rồi có fall từ việc từ dương nên ban user nên tự ban đặt tập hóa mức cái thằng này đi nước mình cua điều cao chủ mùi chẳng miên tha vì miên đặt nạp positive rồi còn negative cái bản gì dương chưa rồi có cầm nát nơi gặp khăn rồi có tập hết scenario này mà xin lên nên đại dương bổng rộng một cái đặc biệt này cứ binary classification về đại dương cầm nát thà vì chỉ tập hết binary classification mà xin lên nhá cứ dương chấp đam từ cả chưa nơi algorithm nào đã tết to từ những binary classification này chứng dương khơi intelligence đại bằng hai này cứ xuất sang tài chỉ phổ phụ algorithm đã ai mình thuê cả chưa rồi đảm bảo một thuê cả sắc sảo tên là lấy sản phẩm prop khăn binary classification machine learning để nó tạm dạng để cả prop alternate framework ok chân khla đại dư asum tu method có đôi chữ mua algorithm đại dư tra dư mà prop ra nơi pe ní cứ SDCA logistic regression chúng bây giờ dùng chơi cho algorithm này cứ vì những thứ tiêm ti ở dùng thứ cả bằng chạy nơi column p đã mình được trong data view object column p đã mình được trong data view object cứ column label nâng column feature column label nâng column feature chụp bút column feature cứ ban hai thằng ai data view object rồi bao dương cứ đường biên hai đại thằng là đường biên với group p để đồng nạc ca p để chọn cắt đồng nạc ca transform cứ ai data view object đường biên column thứ mấy chúng ta feature để browse sản phẩm tiếp nơi lát tập hợp chỉ lệ để sản phẩm tiếp tục nơi đồng lại lệ để chỉ lát tập hợp này ca bằng plain trên p bằng đa p để thất thương project đại miên được nông column behavior. Còn chẳng dùng những ai mưa whiteboard làm với đại khiêm bàn bằng hai nơi về đại khiêm bình dồn bị transform tại tôi đang càng đi transform. Những cái này column feature. Các bạn thấy nơi nông ai data view object bỏ dưỡng cứ mình toàn miên column làm bên là lao thì những cái miên tại bay column cứ behavior is good hay những feature. Bạn thấy tam giác algorithm là dương chưa rớt cứ việc từ với cả chủ mới này p column cứ column feature hay là column label column đã biến chúng ta label được chưa này bản thân thì dương kết từ structure này data là bao dương cứ is good cứ đồng nai ở label cứ chữ đồng nai ở label bằng chữ tha vi miên đồng nai a chữ đồng nai true rồi có chữ đồng nai false từ tam p rồi có phải dùng để ban cầm nọt để không để ban để ban miên thật để không column behavior chẳng những chạm bách tới tại với cả cái nơi chung một column is good này tới chia column label chẳng sự thật ta dùng thua mấy đồng bách cái column is good này tới chia column label xong với cả mưa từ lưới cột ok chẳng chung bỏ từ lưới cột với chẳng đồng bách cái chẳng đồng dương thể đăng thà ai data view object cứ tên là đấy đã tục đã rất ban bằng chun nâng tục tất cả biết cứ ta mới giá data training ở data training này cứ chỉ lý này object này class model input chẳng dương trừ với các cái rồi có bằng pin bằng time lấy nông structure model input và chẳng it's good គឺ ជា property ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង class model input ក៏ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ ពេល ណា ដែល column ឬ ក៏ ឈ្មោះ property is good នេះ ត្រូវ បាន បញ្ជូន ទៅ កាន់ data view ឲ្យ ធ្វើ ការ class នោះ
pi is good tới chỉ pi label chẳng những ai cầm mắt attribute nơi trong column nơi trong property robot is good nên cứ tạm giả column name tạm giả attribute mỗi chúng ta column name robot ML.NET framework và được nhé nơi trong class constructor về như thế bạn nít cứ về nút nơi trong class constructor xung quanh nơi trong class model input cứ property chúng ta is good có phần tại về đại property is good nên về trên bàn bình chôn tất cả ai data view object về nút về nâng bàn column muối nơi trong ai data view object cứ label chứng is good nơi trong class phần tại nơi trong ai data view object cứ bị mình chúng ta label lấy giờ ai nghĩa từ mưa ở whiteboard làm với đã tập bị nhóm thuê cả cài sản rule nơi trong model nơi trong class model input nhưng mới bảo sân chỉ p để code nâng thuê cả anh word p để code nâng đồng này cả p nút column nơi trong i data view object cứ mình bán is good như thế cứ chúng ai lúc nơi bạn đã được đôi mình biết hạ lúc reply này is good ní cái đòi biết mấy đại dương ban này cũng nói chung mua được nông cầm ném rồi bảo property is good được nông model input class bao nhiêu thứ là label cái chế bản thân chỉ cô đang tới ban an award cứ data view object rồi bao nhiêu nên miền bay cầm từ cầm behavior column label nâng column feature hay chúm nuôn record nâng nông ai data view object ní cứ vi asrai tư bơ chúm nuôn data đã thắt nâng nông list để dương ban bởi chun tài can data view object nô lớn nhị đồng nạc này ca riêng chom nông ca bằng ca model cơ đôi chế ca bằng ca machine learning cứ dương ban riêng chom chọc sập rộp hái chúng vị chiên cho đo đậm nạc cá này cá bằng cá rồi có chạp đam ở lịch chân chiều riêng machine learning chúng trong bằng cá object mũi chúng ta model tập bất cứ kla là bỏ viết cứ dùng ai đặt cứ dùng mình chúng ta ai trend swarm ai trend swarmer model ai chứng bị chứng model này là pin này cứ đầm nang on machine learning chứ machine learning vậy click cứ chứ machine learning ai vi machine learning những vi nâng thuê cả sắc xá từ lư data từ ta mà dạng algorithm tại dương ban cầm mắt người khẳng lử chứng nhung chập đám pháp lãnh viết sắc xa từ lưu data đại miên là không data view ai data view object chứng mê tốt fit lý cư chứ mê tốt đại nâng với cả sắc xa cư chứ mê tốt đại chắc đạp an đồng hoạt từ lưu từ tam tổng đại ca để dự bàn từ xe này khẳng lớn đi thì cư miên này tha vì nâng pra algorithm SDCA logic logistic regression với cả sắc xá từ lứa data đã thất được nông column feature hai column feature data đã thất nông column feature nâng viên được đăng thá đồng lại là bảo viết positive rồi còn negative cứ assign từ lứa đồng lại đã thất được nông column là bell hai đồng lại đã mean được nông column feature nít cứ ban màu phì cá and what transform anh bắt transform đó việc transform đồng lấy tách đã thất được nông column behavior hai column behavior ní cứ chia column đã miên được nông i data view object hai đồng lấy đã thất được nông column behavior nút cứ ban trên một phí cả load trên này phí data training hai data training cứ chia list generate list này object này class model input
chứ ở đây được khi ông để gì ở mình mấy cứ miền đây tha pe được fit những anh vót cứ miền đường phơi phải chắc đôi ở đây được khi ông ban để gì ở mình này chứ pe đã bị anh vót job cứ pe núi dưới những ban model mũi dưới những ban model mũi đã miền ca sắc xa trên pe data để những ban mình chung đã ở viết những prom tiếng algorithm đã ca sắc xa data algorithm để những ban cùng nói được chưa. Bật toát thì sao sắp mũi này cứ chỉ bật toát là dương ban bằng cách machine learning chọc sọc cổ ban và chủ trì chứng trong ai như thế bằng toàn thì sao sọc mỗi cứ chỉ bằng toàn đại dương ban bằng cả machine learning ban rồi rồi có còn tai dương bằng toàn đang thả tám machine learning đại dương ban bằng cả chủ mũi những robot để data đại dương ban phát đào ao này vì miễn sự mặt tập hiệp group con và phân ná sản phẩm cao bị phía ở bảo vệ nền lao ý nội tệ chứng dương nâng thuê ca tệ từ lứa machine learning nằm bên trong đăng phi smart tập hiệp robot viết cầm rắt bài nà to pin này cứ dương nâng thuê ca bằng ca nơi đầm nạc ca này ca test machine learning robot dương nằm bên trong đăng tham machine learning cầm rắt phía rồi này ca bị phía robot viết ở việc phụ cầm rắt nà và sân chia cầm rắt này phía rồi này ca bị phía robot machine learning thôi chứ việc can tệ kiện cái căn mà rồi phía rồi cứ machine learning point là tập hợp những cái việc bảo vệ vì căn tài lọ tập hợp tài nhân này cái đó được chuyên bàn để dễ chứng cứ machine learning cứ tài ca tập hợp tài ca sắp xa chia phần trăm mini tha chuyện khác trong cái lạ tài sản ấy cứ machine learning vì ai nên cứ vì phía tới vì bàn tâm tới có tập hợp tài được trong cái lạ tài sản nào mới nó cứ phần miễn đại kỳ mình châu xem là vì phía tới vì miễn phía mình trầm tới đối với cái dương trăm bạch từ do cả phần miễn đại vì phía mình trầm tới từ phần liên liên mình tham tiền ok trên nhóm chập ran thuê cả mình châu nói tên là đấy mua chấm luôn làm bài mình châu tên là đấy mua chấm luôn từ căn mà xem lên link làm bài ở vì thuê cả tẹt mưa và ta cả ở dương trăm mưa từ là tập hoàn thì cả tẹt bảo vệ nước vì miễn cầm rắn này phía tầm tới cầm rắn này chúng chúng ta bài tập về cả bằng cả nơi liên này tên là này model input data test training và chương trình nâng cao bằng cách nâng function để mình chúng ta load data test training này nằm bởi thuê ca bằng cách nâng link này object xâm hợp data test training có dưới mình chung tự can nâng cao mình chung tự can machine learning nằm bởi việc test ok, and list để input và nếu cứ chia bằng đà review cứ có biết đà dương nên thuê cao bằng chỗ tại căn machine learning đảm bảo ở viên thuê cao tệ xa là bỏ mớ thả ta cầm rắc này phía cầm rắc này cao bị phía ở bỏ viên miền phía rồi cầm rắc nà phía rồi tâm tư cầm rắc nà ok chứ khi bạn bằng cao nơi lý nơi tình lấy đà tư bình chung tại căn machine learning được nâng cao bị phía tệ xa là bỏ các chúng số bị chia phong đại tha ní bởi chữ tư từ data cứ dùng tin trên pi database rồi có trên pi tập pháo nam mùi trên data chữ thom đá pi để dùng do data đã bay bình chun từ căn machine learning cứ dùng từ độ một phần này sản phẩm từ cả test hay một phần này sản phẩm từ cả pro từ căn machine learning trong cả sản xuất ở chữ tư từ ưu tiên hóa thả data để dùng lưu bị database máu mở rối phía rối dùng một bên bình chun trang mở rối phía rối tại căn mà xin lên đi đồng hồi về thuê ca sắp xa tế cứ dùng ai đọ dọc 80 phía rối đồng bây thuê cho data sẽ đẹp bằng riêng mà xin lên đi hay dùng tục mà phía phía rối xin rạp thuê ca bình chôn tại căn mà xin lên đi ở về thuê ca test xa là bỏ mớ thả ta vì
miền phía rồi này cả bị phía bảo viết trong tới cầm đặt nà đặt lại được trong cô ní dương khơi khi ông bậc cao li này data chuẩn luôn phí cứ muối sẽ nẹp tốt được từng lấy đồng bay bệnh chung được cả một sân lên ní trong cả sắc xá ở việc sắc xá ở việc riêng hay li đại dương từ từ cả bậc cao thay ní cứ data tài trai mình ní cứ sẽ nẹp đồng nát oi từng lấy là từ bệnh chung được cả một sân lên ní đồng bay ở việc tệ bởi vì xã bỏ machine learning mới thật ta về miễn sử dụng phía vì phía bàn cầm đặt nà và đã thiết bất data tèm pi li nâng tèm li đã trời thư ca bình chô xử machine learning test hay nâng tèm li tên là nây đã machine learning trời thư ca phát hát tèm thư ca sắc xá nâng cứ chân pi bảo phục tèm mùi chẳng hát bản dương khuyên li đã tèm 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 cứ do chân pi structure model lê class model input đôi khả niệm mình lạc nạc đôi khả niệm ok và tập bên này cứ nhắm tới cả bằng cả nơi ai data view object thì pro cứ đảm bảo tốt ai data view object để nhớ bằng cả nơi bên này cứ đảm bảo tốt nơi list nơi tên là nấy là tiên tranh về data training này đảm bảo mình chung tất cả bản thân lên này ở thứ cả bị phía xa bỏ ok chẳng dương mơ thả ta thương mấy đồng bày load data nó cứ như ta sẽ đôi khi ta nâng đồng nạc cao này cả load data snap bình chô thì càng machine learning ở thử ca sắc xa đôi khi cứ như ta sẽ đôi khi all contact data load from enumerable data test data test running cứ như ta sẽ đôi khi và một tiếp nhưng bậc cao là object từ mỗi một thà predict đặt tay vừa tay prediction và những tay prediction này từ model này cứ dùng hai chữ object đồng nào ở machine learning cứ model mà tôi transform data nó data tem view và cái method transform này cứ chỉ method để add miễn sử dụng phép nó cả load tên là này bàn chân record trên phía data view này đập bản chung tất cả machine learning đảm bảo ở việc với cả bị phía đảm bảo ở việc với cả tệ trên đảm bảo nông cả lạc tài sản đã dùng miên chân data miên chân record xâm rạp ở machine learning với cả bị phía cứ dùng từ load tên này trong ổn lúc ta mới dạng method transform và chẳng phí nít dư dương bàn tech prediction object hay cứ dư mình chạp đàm với cả walk away này cầm rập này cả tệ nắng thả tá vì mình cầm rập bảo phần nạ phía rồi bảo viết phía trầm trời bảo viết phần nạ chẳng ấm ở còn thách binary classification dùng chạm ông bì bậc hết này algorithm là trời thuộc cả tế evaluate từ lửa với evaluate từ lửa bản đa record là trời bàn load từ test prediction và tìm toát cho mùi nâng đồng lại output này trong column label có một tiết diễn chấp đảm bằng hai người là tập hóa này cả tài năng hiện rồi này cả tài năng trên cái căn ở cái phòng một nhóm mới mình gặp để là bề ra ok là bề và là bề ra thế nào đó label result, label
Giám đoạt. Đấy. Mà chúng ta cần accuracy, đồng lại accuracy. Metric accuracy. Được. Thì đúng rồi, biết bà, ok, trên dưới sàn bò mới thả ta data để dưới bàn bình chung để cầm machine learning nằm ở về trend thả ta vì nâng miền phiếp trong trời cầm rạch ná tự tạm chùm luôn tình này để dưới ở về tệ này. Nhưng dưới khơi thả machine learning nằm ở dưới vì bạn sẽ dùng từ lưu chùm luôn tên ẩn ấy để dùng bạn bắt đầu tạo việc trong cả sắp xá nên dùng từ lưu tên ẩn ấy để dùng bạn thuê cả bình chung từ căn mà xin ẩn ấy đồng bấy ở việc thuê cả bị phía xa là bóng thuê cả tay xa là bóng dưới khuyên thả phía trăm trời rồi bỏ việc cứ miễn chất sắp răm phía rồi miễn chất sắp răm phía rồi rồi chứ dùng kết thả việc cứ chỉ phía rồi mùi đã dùng ai tự tùa dọc bán thả mà xin ẩn ấy ai nên xa mặt ở phía trong cả vì phía ban cầm rắt này phết cầm rắt này cao bị phết bảo vệ ai từ tuổi ban bị pro vi miên cầm rắt đào tới chất sản phẩm phết rồi đại cầm vật tay tu bây giờ này cái nói viên nơi panh ha nơi pro vô kha nơi biết bị kha đại user thuê cao bắt đầu tạo viên bị phết vì ai từng miên phết ở tầm tới đối với bản thân chỉ không cần lấy bản năng cứ dùng tới để thuê cao trend machine learning làm tham tiền riêng đối với Facebook cứ viết trend vì riêng trên user nên cứ chia phần trăm riêng rom vị trí riêng rom máu và hai đối với hai bạn chia Facebook mình miễn phí chat với căn đặc khu nộp về đại dương prapra Facebook cứ viết tên đặt đăng tha dưới chỉ mình cùng đặt tập hết ấy cho chất ấy nè tập hết atabot cho chất tập hết này cả tình đồng linh được gặp sắp xài mình chỉ cảm nhận mấy cái viên này đặt mà ở dưới tất cả mà vậy để dương viên của workflow mưa này trong Facebook luôn và chứng dương bàn cho lo cắt này cả thuê tê từ lưu machine learning nâng người hái chứng dương chẳng chặt đàm thuê cả ăn vọt nên là dương chặt đàm hay machine learning nhiều mà ra cứ viên này dương chặt đàm chín tất đó cả bà cắt lọc tí bún cứ cắt lọc tiếp cắt lọc trong cái đó bảo ML context cứ model operation. Ok, chứng khi nhóm nâng thuê cả bằng cách event clip từ lưu bút tông chùm lõi này đảm mấy thuê cả vị phía chùm lõi vị phía từ lưu tạ cho rất lạc nạ nơi đi nam này đã sai từ lưu user trên app đó lõi hay ở việc bằng hành mới là tập hóa thật tá nơi đi nút nhưng cua tại việc cả chùm mũi được ọt bà, ok chúng ta tồn tận năng càng ngày nít cực nhóm tự thuê cả bằng cách nơi object prediction object prediction okay. Engine context và dưới chạp ràng prap ra nơi catalog model operation chẳng đặt tạo model operation cứ chìa catalog đặt thật nông ML context object được chứ bằng dưới prap tạm dưới ML context dưới chạm bạch từ prap tạm dưới object ML context chẳng model nick dưới chương đồng nàng ở machine learning create prediction engine nên dưới chạp ràng với ca bằng cao nơi ca bị phía xâm rạp machine learning vì phía từ lời ấy về là dương vì phía vì tay từ vì vì phía miền tây tham vì miền từ lần đấy đặt từ bắt đầu tạo vì phía hay nên structure từ lần đấy đã viết từ output mà ở dương chính mà ở dương bình chính nên trong pin này cứ khi ông chạm bạch từ thứ cả bằng cả structure từ lần đấy đã chỉ là sản phẩm tốt là tập hợp này cả vì phía bằng machine learning dương miền há dương miền model input muối
đầm nang structure tên lấy để tới bình châu tại căn machine learning có phần tay dương ở toàn miền structure tên lấy xâm rạp đầm nang ở lạc tập hóa này cao bị phía bó machine learning là lao tề chứng dương trăm bách được cả bằng cá nơi structure mùi mây mùi tiết đã tiết tôn tên lấy cao tục lạc tập hóa output này cao bị phía bó machine learning. Ok, chân nhóm thuê ca bằng ca này class mới. Em tiếp từ class model output. Và chân class model output. Chúng phụ property rồi bỏ class model output thì cứ dùng mình chăm bài thật đạo đôi khi này tên là property is good mình thấy dùng chăm đạo với cơ bản một thì họ đặt nhóm đạo thà prediction còn đây xâm khánh prediction thì cứ dùng bàn cầm nọt dùng nâng thuê ca cầm nọt attribute tạo viết cứ predict label mình thấy thà p dial data view object ai data view object đã trở bậc cao trong trong machine learning đầm nang ơi structure output cứ viên nên miền column muối chúng ta predict label hay chứ predict label cứ nên cứ chỉ chúng column đã thật trong ai data view object đầm bằng machine learning đã chạy to cái năng lạt phần output hay viên với cả chúng muối nên structure class bao nhiêu cứ model input cứ trở năng attribute trở năng property để mình chúng ta prediction cấp tất tố tên năng structure របស់ class model output នេះគឺយើងអាចមាន property ឬក៏មាន member ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនអាស្រ័យទៅលើយើងចង់ format តម្រង់ពាក្យដែលត្រូវបង្ហាញទៅកាន់ user ណាទៅកាន់ user យើងចង់ឲ្យមានព័ត៌មានអីខ្លះបង្ហាញទៅកាន់ user យើងអាចមាន property ផ្សេងផ្សេងទៀតបានប៉ុន្តែសំខាន់គឺត្រូវមាន property មួយគឺតំណាងឲ្យលទ្ធផលនៃការវិភាគគឺ predict label នេះឯងOK, ឥឡូវខ្ញុំបានបង្កើត structure សម្រាប់ input សម្រាប់ output គឺមានដូចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងមុនបាទโอเคចឹងខ្ញុំចង់ហៅ machine learning ឈ្មោះ object យកមកប្រើអញ្ចឹងដោយសារតែ object model ដែលយើងបានបង្កើតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង local របស់ form node អញ្ចឹងខ្ញុំអាច move វាធ្វើជា global ហើយជា global โอเคបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើត prediction engine មួយរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបង្កើតនៅ result សម្រាប់ទុក result លទ្ធផលសម្រាប់ទាញយកលទ្ធផលក្រោយពេលដែលវាធ្វើការវិភាគ var result prediction engine ni dekat dia predict ya macam ha we predict ទៅលើអីណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះនៅតម្លៃ parameter សម្រាប់ឲ្យ machine learning ធ្វើការវិភាគអញ្ចឹងតម្លៃនៃ parameter ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ machine learning ឲ្យវាធ្វើការវិភាគនេះគឺយើងយកចេញពី text box មួយនេះណាយកចេញពី text box មួយនេះអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការ input នៅព័ត៌មានដែលយើងត្រូវធ្វើការដែលយើងចង់ឲ្យ machine learning ធ្វើការវិភាគនេះគឺយើងគោរពទៅតាម structure នៃ model input អញ្ចឹងបានយើងនៅពេលនេះគឺយើងធ្វើការបង្កើត object model input ធ្វើការបង្កើត object model input
đấy đồng lại property behavior cứ nhớ change p tag box behavior tag và change p để user bình châu qua đường miến nó còn tag box nhớ đồng lại là bỏ tag box nó phải bán bỏ tài khoản property behavior này class model input hay p nút tạm giờ operator nhớ dùng đồng bán object mũi đồng nàng ai model input để tục nơi để đồng lại property behavior cứ tục nơi phía rồi có vô để user bán mệt cho đồng tên đồ input ấy bọc tại ai machine learning rồi cao về phía tạm giờ method predict chứng method predicting viên tập tua dọc đồng lại để tới thuê cao về phía ní mình chú mình chú tập can prediction engine hay prediction engine ní viên nhận đăng tha tới program machine learning mùi nà hay machine learning ní cứ viên nâng đăng thác tên ở đây để về tới thuê cao về phía này cứ bây giờ tập cuộc quan cho mỗi nâng tên ở đây để mình nâng ai data view được bảo vệ để mình structure cứ model input chẳng những khi phần mình đã tới thuê cao về phía hay nâng phần mình đã về bàn thuộc bàn sắc xác cứ tới mình structure được nhìn về đây vì phía khứ là tập hợp dạng mách cứ viên nâng bỏ chánh tập tục nâng object mùi để mình structure mùi thông xây tiết cứ model output chứng model output này cứ đầm nàng ôi structure đại tục là lạc phòng output cơ bê đem machine learning với cao biệt hiện ok lời dương bàn complete kẹt tôn tình cao bình định hay cứ chứng cao biệt hiện hay cứ dương chạp ram thơ cao bằng hai lạc phòng mở lờ screen mở lờ screen rồi cơ mở lờ nâng form này browser nâng form hoa dương là bài result hay nick cứ predict listen là bài result khi ông sẽ là bài giải không, được không? Là bài giải, à, bài giải sẽ có mấy, được nhé. Và những thiết bất kỳ cái này, data type là bao bài giải prediction này, những ai đặt chung class, chung mục class, là bao model output, chung mục class đã đầm nang ở structure output của bạn đối với start class này đồng nào structure output thôi để nhưng mà một cái trong code này cứ model output mà nó kể chứ mình thì have a variable result prediction cứ win tập tool cứ win được tốt là lát tập hoàn cái việc chỉ object này class model output ok ở đây dùng chập ram thuê cả ram này code này nhóm về cá sản bóng miếng chôn chất đám slong à chẳng những cái này cua đẹp cả cái muối nâng ụ xá nâng che cho à xá mẹ đồ đấy hãy ụ cái đám đầm nằm chứng minh này ha ở đây là dương bạn phải chôn được không tách bọc đấy cứ sai tại chất rồi bạn này user đại dương trong ai machine learning nó bị phe hay phe bị hay phe từ off nó clear từ off đại user bởi bạn phải chôn nó cứ cùng miên cứ cùng men sắp tại chỉ clear đại miên được không machine learning bàn sắc sao nó thể có bàn tay viêm mưa từ lớp phe vì chết lăng phanh từ lớp bia để dương ban mình trôi nít thà ta bia từ on nó cụp xong nó từ phần what đại biệt loại ban sắc sáng thà ta bia cua tại chữ bia với chữ miết positive được còn negative và sân chữ bia đại dương ban mình trôi nó viết thật là không chia rồi cua đã thật là không trong này positive viên này chia mà ở dưới bài positive và tại bản sân chỉ sử dụng đại dương ban mình trôi nó viết bia từ on nó viết thật là không trong negative chia rồi cua cứ viên này chia mà ở dưới cứ negative chứ chỉ khởi những khởi những cú riêng ca chữ mùi chứ ưu tiên họ là khi ông lục chánh
nhôm đã thà ním mình trôi chặt nằm sờ những cái mình cua vô chi bổn ok được cho nên đi cứ chỉ là tập hợp lại cao phía bằng machine learning có phải kiểm soát mình chả bị chả thiệt tha đảm bảo machine learning miễn cao bị phía căn ta miễn phía căn tới bị tiêm ti ở dưới từ miễn provide data từ miễn data chân đại từ thưa cả mình chung từ căn machine learning đảm bảo ở việc thưa cả sẵn sàng và ok chứng xâm rạp ca bằng cách machine learning cầm rật tầm 4 để tôn tầm năng lạc tập hiệp này cao được thiết phần miễn sử dụng để nhận lọc bàn score những quy tơ bàn chọc sọc rụp nhưng có xung ở đặt ọc nế bởi sân chỉ miễn bàn hà rồi có miễn sử dụng với miễn kiếp mình chú bác lo nơi trong trường bệnh nào mùi này cao bình dụng bọc nhóm xung complete với cả sau khi comment nick nong page and learner hay cùng các nghi robot nhóm nên thuê cả bình chun nơi sầm đuôi nút mà các nhóm hay bản thân chưa sầm đuôi nút nhóm thuê admin lập hiệp mà các chia top chia comment đặt to nick nong page Facebook nick nong page and learner nút các nhóm nên thuê cả chia top chia lại các comment tận tay bản thân chỉ nong cả này đã vì trong bài tập nhóm thuê cả thuê chỉ video bình dụng cứ khi ông thưa video cũng vô tập hay mỗi bên tiếp cứ xong complete với cả và sân trên đặt ở nhà vô tha rồi có chọn từ tổ ban là video đã tiện to từ những cả bổng riêng mà sinh ra nên đi từ mục tiết cầm rắc chơi chơi trên nền to là tiết rồi có video cả bổng riêng xem tiết là bỏ anh thí bỏ án cứ xong complete với cả share nên subscribe channel YouTube của bọn anh và xong ở cùng.